Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, theo trang tin tưởng của Bộ Y tế, có rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách, rất dễ gây ra ngộ độc, đặc biệt trong các dịp lễ dài ngày. Khoai tây, độc chất trong cây khoai tây có tên gọi là solanin, chất này không có trong củ khoai, chỉ có nhiều trong mầm củ, trong lớp vỏ xanh của củ khi tiếp xúc với ánh nắng và một phần nhỏ trong lá dễ. Triệu chứng của ngộ độc biểu hiện vài giờ sau khi ăn bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, đồng tử giãn, dối loạn ý thức, hôn mê, loạn nhịp tim, tổn thương gan cấp. Dự phòng ngộ độc khoai tây rất dễ dàng thông qua việc gọt vỏ kỹ, loại bỏ phần gốc mầm ở những củ khoai đã lên mầm, nấu chín khoai ở nhiệt độ cao trên 1.700 độ C cũng làm cho các chất độc phân hủy và mất độc tính. măng. Măng là một món ăn hết sức quen thuộc với người dân nước ta, đặc biệt trong dịp Tết. Tuy nhiên trong măng có chứa một chất có độc tính tương tự như sắn, đó là chất axit cyanhiric HCN, nhưng hàm lượng cao hơn nhiều, khoảng trên dưới 300mg trên 100g tươi tùy từng loại măng. Người nặng khoảng 50kg ăn phải khoảng 20mg này sẽ bị ngộ độc và 50mg sẽ tử vong. Triệu chứng của ngộ độc măng tương tự như ngộ độc sắn, nhưng thường nhẹ và hiếm gặp hơn, có lẽ do măng thường được chế biến rất kỹ, ngâm luộc, phơi khô nhiều lần. Trước khi ăn, cho nên mặc dù nồng độ HCN cao hơn sắn, chất độc này gần như đã được loại bỏ. Có thể phòng tránh ngộ độc măng bằng cách chế biến kỹ trước ăn, không nên ăn các loại măng đắng, măng được sơ chế chưa đảm bảo, hoặc ăn quá nhiều măng đắng, măng tươi ngâm vào lúc đói bụng. dứa. Ngộ độc dứa tương đối hay gặp, mặc dù trong quả dứa không có thành phần nào là độc chất. Có một số nghiên cứu cho rằng chất gây ngộ độc trong dứa là các loại nấm mốc sống ký sinh trên quả dứa, bởi vì đa số bệnh nhân bị ngộ độc dứa có phản ứng dương tính với giống nấm Candida khi làm test nội bì. Triệu chứng ngộ độc dứa giống như một phản ứng dị ứng với các biểu hiện nhanh và nặng như đau bụng, nôn mửa tiêu chảy, ngứa, nổi mẩn ngoài da, co thắt phế quản kiểu hen và nặng nhất là sốc kiểu phản vệ. Ngay sau khi ăn dứa, bệnh nhân đột ngột xuất hiện đánh chống ngược mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Điều trị ngộ độc dứa là điều trị các biểu hiện dị ứng và sốc phản vệ nếu có. Các biện pháp bao gồm truyền dịch nâng huyết áp cho corticoid và adrenaline theo phác đồ nếu bệnh nhân quá nặng. Để tránh ngộ độc, khi ăn nên chú ý gọt vỏ kỹ, nhất là phần mắt dứa không nên ăn dứa đã cất giữ lâu ngày, dứa đã bị nẫu, ủng để đảm bảo an toàn. <laughs> rượu Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân uống phải rượu có cồn công nghiệp với nồng độ methanol cao cấp nhiều lần cho phép và uống phải rượu ngâm với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, hai loại ngộ độc rượu thường gặp là ngộ độc ethylic, còn gọi là rượu ethanol, và ngộ độc cồn methylic, còn gọi là methanol. Đây là loại hóa chất độc cực mạnh, chỉ uống từ 5 đến 15 ml có thể gây ngộ độc nặng, từ 15 ml trở lên là gây mù lòa, 30 ml là có thể gây tử vong. <laughs> rượu bia đang dần giết chết tinh trùng của nam giới. Trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế cho biết, theo chuyên gia y tế, rượu có nhiều chất độc hại nên tổn thương gián tiếp tinh hoàn, ống dẫn tinh, sinh tinh, đặc biệt là trong cơ chế chuyển hóa testosterone. Việc dùng nhiều bia rượu, chất kích thích đặc biệt là thuốc lá, một số nghề nghiệp không đảm bảo tính điều độ cũng như lái xe làm trong các môi trường có nhiều tia xạ hóa chất đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên khoa thận tiết niệu, bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, nam giới lạm dụng bia rượu không chỉ ảnh hưởng tới số lượng mà cả chất lượng tinh trùng. Những đối tượng này thường gặp các vấn đề như giảm tinh trùng lành lặn, tăng số lượng tinh trùng bất thường như không đầu không thân hay không có đuôi giảm tốc độ của tinh trùng nguyên nhân được xác định là do lạm dụng rượu bia những trường hợp này chỉ cần bỏ bia rượu chất lượng tinh trùng cải thiện sau một tháng đặc biệt việc kết hợp điều trị sẽ làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.